tại Thanh Xuân thu mua dế của các bác khách hàng gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Nguồn cung cấp đầu ra, trang trại cung cấp cho các nhà hàng trong và ngoài nước, các chợ côn trùng, chợ sinh vật cảnh bán cho chim, rồi cho cá, cho vật nuôi. Nguồn thức ăn dế là một nguồn thức ăn rất là giàu giá trị dinh dưỡng. Và hiện nay thì dế mèn không những để cho người ăn, xuất vào các siêu thị rồi vân vân đấy ạ, các nhà hàng cực kỳ lớn. Ngoài ra thì cái thị trường về chăn nuôi, làm cám của vật nuôi với những sản phẩm từ ví dụ như là cám dế, cám gà, cám chim, cám cho cá, rồi cho lợn, cho gà, vân 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 vân. Nói chung là nguồn nguyên liệu từ con dế rất sạch sẽ, an toàn, giàu giá trị dinh dưỡng. Và nếu như quý khách hàng tự chăn nuôi và thấy cái chi phí của chăn nuôi con dế này nó rất là rẻ. Còn trang trại Thanh Xuân hỗ trợ thu mua, hỗ trợ giá cho bà con 20 năm nay thì chúng tôi thu mua giá cao cho quý khách hàng. Bởi vì trang trại Thanh Xuân có đa dạng các nguồn xuất đầu ra, nên quý khách hàng nếu hợp tác với trang trại Thanh Xuân, chúng tôi hỗ trợ thu mua giá cho bà con rất là cao, 130.000 một cân. Có niêm yết tại website trang trại Thanh Xuân từ nhiều năm nay. Cho đến 2023, trang trại Thanh Xuân thu mua với giá 120.000 một cân, không bao giờ thay đổi. Từ năm 2023 trở đi, chúng tôi hỗ trợ thu với giá 130.000 một cân. Vì đầu vào chúng tôi rất là thiếu rất là nhiều, và đầu ra thì cực kỳ mạnh, nên sẽ tăng giá lên thu mua cho bà con mình 10.000 trên một cân. Website trang trại thanhxuan.com với hàng nghìn thông tin, khách hàng trong nước, nước ngoài, hàng vài trăm người đến, có khi hàng nghìn người, đầu ra đấy ạ, đã đến ký hợp đồng và mua trực tiếp tại trang trại Thanh Xuân. Khách hàng bán dế về trang trại Thanh Xuân cũng cực kỳ nhiều người ở khu thu mua, các khu thu mua, hoặc là bà con bây giờ sẽ gửi qua đường ô tô về, chúng tôi cân đong đo đếm gửi cho quý khách hàng qua Zalo đầy đủ hết ạ, và hỗ trợ thu mua bao tiêu chuyên nghiệp, uy tín cho các bác khách hàng gần xa. Các bác chỉ cần nhấc máy lên liên hệ với trang trại Thanh Xuân theo số hotline 0974870000 để được cung cấp giống và hỗ trợ bao tiêu sản phẩm dế, mèn, tắc kè, bọ cạp đầu ra lâu năm. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video của trang trại Thanh Xuân.